Châu Kim Sang và tang lễ Hưu Quạnh, nhà báo lên tiếng làm rõ lý do Hương Giang không đến. Là người hỗ trợ gia đình Châu Kim Sang, nhà báo Phạm Nhật Huy đã lên tiếng làm rõ những sự thật đằng sau. Bên cạnh đó, netizen cũng bày tỏ thắc mắc việc Hoa hậu Hương Giang vắng mặt ở tang lễ đàn em. Chiều ngày 3 tháng 9, người mẫu phi giới tính Châu Kim Sang đã chút hơi thở cuối cùng sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư xương. Tang lễ được tổ chức vào ngày 4 tháng 9, sau đó linh cữu sẽ đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Trong mắt người thân đồng nghiệp, Châu Kim Sang là cô gái đặc biệt khi có số phận bất hạnh. Sinh ra trong gia đình không có điều kiện, Châu Kim Sang phải làm nhiều công việc khác nhau như bán hàng, phục vụ quán bar. Tuy nhiên, người mẫu 26 tuổi vẫn giữ tinh thần lạc quan, chưa bao giờ đầu hàng trước cuộc đời. Ước nguyện lớn nhất của Sang là xây nhà cho bố mẹ và sang Thái Lan thực hiện chuyển đổi giới tính. Đáng tiếc khi sự nghiệp đang trên đà khởi sắc thì căn bệnh ung thư đã dập tắt hoàn toàn. Được biết, học trò Minh Tú đã trải qua 4 lần phẫu thuật mổ hộp sọ. Những ngày cuối đời, cố người mẫu rơi vào trạng thái mất nhận thức, không thể ăn uống, phải duy trì sự sống bằng máy thở. Từ ngày Châu Kim Sang mất, nhiều nghệ sĩ đã đến an ủi động viên tinh thần, đồng cảm trước hoàn cảnh khó khăn. Không ít mạnh thường quân đã trực tiếp quyên góp giúp gia đình vượt qua khó khăn hiện tại. Mới đây, nhà báo Phạm Nhật Huy đại diện gia đình làm rõ những thông tin trái chiều trên mạng xã hội như tang lễ vắng mặt của Châu Kim Sang không được đồng nghiệp quan tâm. Cụ thể, anh Phạm Nhật Huy giải thích vì địa điểm tổ chức tang lễ là quận 12, cách xa trung tâm thành phố nên không thuận tiện di chuyển. Bản thân Châu Kim Sang thuộc giới tính LGBT, lại hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên mối quan hệ cũng bị giới hạn. Anh hy vọng một số trang tin không nên vì vậy mà đăng tải nội dung không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến người quá cố. Hôm bữa, Huy có đến trao số tiền 50 triệu do Mạnh Thường Quân ở Mỹ gửi tặng cho gia đình bé Châu Kim Sang. Thật ra không phải như vậy mọi người. Theo cảm nhận của Huy, thấy đám tang cũng rất ấm cúng, được sự chia sẻ của rất nhiều bạn bè đồng nghiệp. Theo mình nhận thấy, địa điểm tổ chức ở nhà trọ quận 12, nếu mà ở trung tâm lên đến đây thì cũng hơn 30 phút. Không phải như các đám tang của nghệ sĩ, tổ chức tại trung tâm thì có nhiều người dân nghệ sĩ tiện đường sắp xếp công việc đến viếng. Mình cũng dễ dàng thông cảm cho tất cả anh chị em nghệ sĩ. Bé Châu Kim Sang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, cộng đồng LGBT, mối quan hệ cũng giới hạn, cho nên những nghệ sĩ trong lĩnh vực khác họ cũng khá ngại, chưa từng tiếp xúc qua, chỉ có thể gửi lời chia buồn đến Sang thông qua mạng xã hội. Đi viếng thì cũng được thôi, nhưng cũng xảy ra một điều là dựa vào một câu chuyện đang được sự quan tâm của mọi người để đánh bóng tên tuổi thì nó cũng nhạy cảm, nhà báo Phạm Nhật Huy chia sẻ. Thực tế, từ lúc Châu Kim Sang lâm bệnh cho đến lúc qua đời, nhiều nghệ sĩ như Cindy Thái, Đỗ Nhật Hà, Minh Tú, Mít Nguyễn đã hỗ trợ gia đình người mẫu sinh năm 1996 bằng nhiều hình thức khác nhau. Riêng Hương Giang dù không có mặt trực tiếp, nhưng trước đó vài ngày cô và ekip của mình đã đến ghi hình kêu gọi quyên góp cho Châu Kim Sang. Hiện tại vì đang bận rộn với công việc nên giọng ca anh đang ở đâu đấy anh, không thể đến thăm viếng như mọi người. Là người tổ chức sân chơi Miss International Queen Việt Nam và đồng hành với Châu Kim Sang trong nhiều hoạt động, Hương Giang bồi hồi cho biết những tâm nguyện còn lại của cố người mẫu sẽ được thực hiện. Hoa hậu còn vinh danh Châu Kim Sang là biểu tượng truyền cảm hứng đến cộng đồng LGBT của Việt Nam. Em yên tâm, tuy giấc mơ thành công đổi đời để mua nhà cho mẹ của em không thực hiện được, nhưng giờ đây rất nhiều Mạnh Thường Quân khán giả yêu thương em đã chung tay giúp đỡ cho gia đình em vượt qua khó khăn. Em hình như còn hứa sẽ tặng mẹ em một cuốn sổ tiết kiệm nữa, nên em cứ an lòng nhé. Qua câu chuyện của Châu Kim Sang, chị không biết với những người con gái khác thế nào, nhưng với những người chuyển giới, một chiếc vương miện thực sự có thể giúp họ đổi đời, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị thực sự sẽ vững tin hơn với con đường chị đang đi. MIQ năm nay thực sự cần phải quan tâm nhiều hơn về hoàn cảnh của các bạn thí sinh tham gia, tìm hiểu từ sớm vì biết đâu chúng ta có thể hành động sớm hơn và giúp được các bạn vượt qua khó khăn nhiều hơn là chỉ đi tìm chủ nhân của một chiếc vương miện. Em hãy tự hào vì hình ảnh mạnh mẽ của em đã truyền cảm hứng tới mọi người. Từ đó sẽ giúp được những hoàn cảnh khác nữa em nhé, Hương Giang viết.